chào anh em, mình đang đứng ở trong xưởng tàu Quỳnh Khương. Chủ đóng tàu tên đầy đủ là Trần Quỳnh Khương. Đây là xưởng đóng tàu tại Cam Ranh, thành phố Cam Ranh. Anh thì mình có xin phép ảnh là vô trong cái xưởng tàu, ảnh quay về cái xưởng tàu. Đây là một trong hai cái xưởng đóng tàu nhựa composite lớn nhất ở Việt Nam. Bây giờ mình xin mời anh em cùng theo chân mình để đi khám phá những cái con tàu mà hiện đang đóng tại cái xưởng tàu Quỳnh Khương nha anh em. Đây, chiếc tàu phía trước mặt này sơn bổ viền đỏ và bổ viền vàng, này là dài 28m, rộng 7m4 nha anh em. Dài 28m1, rộng 7m4. Tàu nhựa composite. Rất đẹp anh em ơi. Đây anh em, mình đang đi quay toàn bộ thân tàu của con tàu dài 28m, rộng 7m4, được đóng bằng nhựa composite tại xưởng tàu Vĩnh Khương, Trần Vĩnh Khương. Quay phần lông cốt của tàu anh em xem. Lông cốt của tàu bằng sắt này. Ở đây hình như là tàu này tàu cá lưới rút, có cái ống dò chụp nè anh em ơi, có cái ống của máy dò chụp nè, ống đỡ bắt máy dò chụp. Ở đây có hai cái tai quạt trực sẵn, hình như là tai quạt của dành cho hai con tàu này. Ống tiếp để đút tai quạt vô này nè, làm có cục của tiễn nhìn gơ dễ sợ. Bạc cao su nè, kỹ thuật làm mấy cái ống tiếp này quá dữ. Còn bánh lái thì bằng sắt, cộng này bằng nóc, sử dụng cái cộng lái bằng nóc và cái bánh lái bằng sắt. Cây láp của con tàu dài 28m nè anh em, 28m1, chạy tay quạt 4 tay. Để mình coi thử tay quạt này của hiệu gì. Khi Phước, tay quạt của hiệu Khi Phước. Tay quạt rộng 2m nha anh em. Tay quạt 2m nè. Chụp khóa của cái tay quạt với là cái láp. Láp này hình như là láp 140. Láp 140 hay 160 gì. Láp này chắc láp 160 á. 140, 160 gì đó. Còn bên này là tay quạt của con tàu dài 24m. Đây mình đi qua phía bên này của con tàu. Đây anh em, mình đi tới cái phần ở phía bên này thi công, vẫn là một cái chị nữ nữa nè anh em. Em ơi, lên bắt kèo em ơi, lên bắt kèo em ơi.
Mình đang đi cầu thang lên trên cái khu vực thi công của mấy anh em đóng tàu. Dạ, cảm ơn anh. Đây mình quay ở bên trên của con tàu dài 28m1, rộng 7m4. Đây toàn thợ máy nem của xưởng đóng tàu Quỳnh Khương. Có một chị nữ đang leo lên để cùng đóng tàu nè. Đây mình đi một vòng phía bên trên bon tàu thử. Mấy anh đang thi công. Dạ đúng rồi anh. Dạ anh Khương phải không? Anh Khương hả? Sang hả? Chủ tàu. À, anh Sang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy là tàu này gì? Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu này gì? Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu mình bắt máy với anh Sang. Máy bao nhiêu mã lực? 1320 là một cái xíu, lớn hả? Xíu. Một cái 660 của dòng mấy nào anh? Mitsu 6 hai cái 1300. Rồi cho em vô trong phòng hai cái đó là 1300. Dạ đó, hai cái 1300. Đây giờ mình về là mình sử dụng lưới rút phải không? Mình chụp mà anh sử dụng đầu dò siêu chụp hay đầu dò quét? Đầu dò quét. Dạ. Giờ hồi nãy em thấy cái ống dò nó cũng cỡ tầm đó. Đúng rồi, dò chụp nó cũng dạ, dò chụp tầm nhỏ, tầm 1 tỷ mấy là nó cũng sử dụng cái đầu dò tầm đó. Có nghĩa là cái độ đó là 45 độ. 45 độ. Nhưng mà mình thấy cái dò chụp cũng được, có nghĩa dạ. Là dò chụp không phải là siêu chụp. Dạ. Đúng không? Đúng rồi, siêu chụp em cũng xài máy chụp mà. Em xài lắp tên gì? Bố già đi biển á. Bố già đi biển. Dạ. Yeah. Bố già đi biển là chúng mình thường làm ở quay gieo ở ngoài biển đâu nhiều lắm không? Đúng rồi, em quay về biển, em đánh bắt về biển em quay luôn. Em không phải là YouTube theo tàu theo, nhưng mà bản thân em vừa đánh bắt vừa em đi thu mua luôn. Mình coi là bố già đi biển cái vlog là bữa thấy quay Ninh Thuận. Dạ. Mua riêng mới ví dụ mà đánh cá đồ đang bao nước rút đồ bấm tôi. Đúng rồi. Là em là coi như là cái người thực dụng vừa đánh bắt mà vừa đi theo xuyên suốt luôn. Ở đâu? Em ở Phú Yên. Phú Yên. Em ở Phú Yên. Giờ tranh tàu giờ bà. Ủa mấy cái máy mới dữ ta? Mấy thùng không hả anh? Hai cái thùng cái que sử dụng. Cái máy chạy điện thắp sáng là máy quay sử dụng, còn hai cái máy chạy tàu là máy thùng hết, hình như là cái máy chạy là một máy thôi. Hai máy chạy, nhưng mà hình như là mới bắt có một cái này, còn một cái nữa bắt có hình thức như sao ta? Đó, mình bắt ở phía bên đó luôn, cái đó là bắt cái đó bắt bên đó luôn. Cái đó cái đây là phụ, nhưng mà cái công suất nó cũng ngang cái chính luôn. Đúng rồi. Dạ. Vậy là anh sử dụng hai cái máy Mitsu, mỗi cái 650 mã lực. Đó, hai cái máy đập thùng hết. Còn cái máy phát điện là bao nhiêu mã lực anh? 500 mã lực. 500 mã lực full hợp bình điện luôn nè. Cái này là máy điện thắp sáng sinh hoạt anh em trên tàu. Dỡ sợ tàu chạy hai cái máy thùng luôn. Đây là mình làm vốn tư nhân hay chương trình dự án anh? Đây là gọi là dự định số 7, phường 7, tư nhân. Bây giờ nhà nước không thể làm trái nữa. Dạ. Bây giờ cái gói 67, 68 là nó không còn nữa. Dạ. Giờ gói 17, 18 rồi. Dạ. Bây giờ bây giờ nghị định 17 theo kiểu như là cái gói mà hỗ trợ thôi chứ không phải là hoàn toàn. Dạ. Dạ. Chứ không phải là giống như cái gói 67, 68 là bao luôn á, bao còn luôn.
Dạ. Khoảng cái tầng nào đây? Hai tầng nữa không? Dạ tầm vậy. Dạ. Rồi tới mình cũng hộ. Dạ. Anh vô kênh bố về đi biển á. Rồi rồi. Mặt anh này đây này. Dạ. Đây anh em, phía bên kia là còn tới 4-5 con tàu nữa đang đóng, có một chiếc dài 32m nè, mới dựng khung sườn à. Đó. Dài 32m, rộng gần 7m9 nha anh em. Đây mình quay quanh toàn khu vực đóng tàu cho anh em xem. Đây anh em, phía bên này là con tàu dài 24m. Đây mình đi qua khu vực đóng con tàu dài 32m cho anh em xem. 32m, rộng gần 7m9. Gơm anh em. Phía bên này là còn đóng tới 6 con, 7 con gì nữa. Anh em 2, 4, 6 con. Còn là tàu bự không à? Phía ngoài kia thì tàu nhựa composite kéo lên làm nước. Đây mình quay cái phần cabin của tàu cho anh em xem. Cái này là họ lắc ngược anh em. Lắc ngược cái phần dưới lên trên, chừng là họ cẩu lên họ lật lại. Đấy.